Ngày 25 tháng 8, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Mường Khương tổ chức chương trình tặng học bổng nương bước em tới trường cho học sinh nghèo và tặng bò giống cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn ở khu vực biên giới. Dự chương trình có Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Phó Chủ nhiệm Chính trị Bộ đội Biên phòng, đại diện các đơn vị Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, lãnh đạo huyện Mường Khương. Đây là hoạt động chào mừng chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8. Tại chương trình, 10 hộ nghèo ở khu vực biên giới huyện Mường Khương, mỗi hộ được nhận một con bò giống, tổng trị giá 180 triệu đồng. 50 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn được nhận học bổng nâng bước em tới trường, mỗi suất học bổng 2 triệu đồng. Cũng trong dịp này, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng chỉ đạo Bộ đội Biên phòng các tỉnh, thành phố đẩy mạnh và phát huy hiệu quả hơn nữa các chương trình, mô hình như con nuôi biên phòng, đồng hành cùng phụ nữ biên cương, nâng bước em tới trường, bò giống giúp đồng bào biên giới, để góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh toàn diện, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân ở khu vực biên giới ngày càng được nâng cao.